Mình bắt đầu chơi golf từ năm 2018, cũng được 5 năm rồi. Phải nói là golf là một bộ môn rất khó chinh phục và rất khó để dự đoán trước kết quả. Và thứ hai thì golf theo mình đánh giá thì đó là một bộ môn thể thao mà tương đối an toàn, ít chấn thương lớn. Và với mình thì golf là một trong những môn có thể để xả stress và refresh lại tinh thần rất phù hợp. Mình tham gia câu lạc bộ golf Châu Vàng từ khi bắt đầu thành lập, từ khi mới có khoảng 5-6 thành viên gì đấy. Có thể nói bây giờ là một trong những ma cũ nhất rồi. Với Châu Vàng thì mình nghĩ đó là niềm vui. Tất cả các thành viên của Châu Vàng thì đều rất vui vẻ, đoàn kết và hòa đồng. Mình nghĩ đấy là cái sự sẻ chia cả niềm vui lẫn nỗi buồn với nhau, kể cả trong sân và kể cả là trong đời sống hàng ngày. Mình thấy áp lực và lo lắng. Áp lực bởi vì người tiền nhiệm của mình đã làm quá tốt. Lo lắng bởi vì thời gian của mình dành cho golf cũng không được nhiều và thời gian dành cho câu lạc bộ cũng chưa được như ý. Bởi vì các dự án và các kế hoạch cá nhân của mình thì đang ở trong giai đoạn triển khai. Mình cũng cần dành nhiều thời gian và tập trung hơn. Thứ nhất là mình cũng mong muốn xây dựng một câu lạc bộ lớn mạnh, đoàn kết. Và thứ hai là mình cũng muốn cùng với các bạn để hướng tới những vinh quang, những giải thường niên là những cái giải lớn. Và thứ ba nữa là mình cũng mong muốn là tham gia cùng với câu lạc bộ để làm một điều gì đó cho xã hội và cho cộng đồng.